Tình trạng mà da bị đổ dầu nhiều quá thì có cái phương pháp nào cải thiện không bác? Có hai nhóm da bị đổ dầu, một là gốc da, còn lại là gốc da dầu. Tức là bản thân bạn từ khi sinh ra đến giờ da bạn đã là da dầu rồi, thì mình có thể tiêm những cái hoạt chất để ức chế cái tuyến dầu nhờn của bạn. Bạn có thể tiêm mesotoc để giảm tiết bã nhờn. Thì khi mà bạn tiêm mesotoc xong, da bạn tự nhiên cảm thấy nó khô ráo hơn, đỡ dầu hơn hẳn. Nhóm thứ hai là nhóm da bạn hồi trước không phải là da dầu, nhưng mà bây giờ hiện tại nó bị, tức là nó tăng tiết dầu để nó phục hồi lại hàng rào bảo vệ da của bạn, nhưng mà nó làm cho bạn lầm tưởng là da bạn đang là một nền da dầu. Đối với cái nhóm thứ hai này thì bạn để ý là nền da bạn ngoài cái vấn đề tiết dầu ra, nó còn có nhiều vấn đề liên quan. Ví dụ nền da của bạn bị đỏ này, bị giãn mạch, hay là bị có những cái vấn đề gọi là làn da bị yếu, nhìn vào cảm giác hơi yếu. Mình sẽ phải làm những cái biện pháp làm tăng cái tính bền của cái thành mạch vững chắc của hàng rào bảo vệ da, bằng cách ví dụ bạn có thể cấy PRP này, bạn có thể cấy meso có những cái tính chất phục hồi như SGS chẳng hạn, thì nó sẽ làm cái da của mình nó giảm tiết dầu. Đến càng u cho làn da đẹp thăng hạng nhan sắc,